Xin chào các bạn, hôm nay là chủ nhật. Đại gia đình người cá quyết định đi chơi trượt băng. Thứ nhất là tiễn bạn người cá Lexin về Mỹ. Thứ nhì là tập cho các người cá giữ thăng bằng cho nó tốt, nên mình phải chơi trượt băng. Bây giờ tôi kiểm tra trước, có hai đệ tử nhí này qua bên nhà để đi chung với Tion. Sao đi trượt băng mà mang có một đôi vớ? Tôi dặn rồi, vô trong đó phải mang ít nhất là ba đôi vớ. Giống Tion, đôi vớ bên ngoài để chống mình bị viêm nhiễm, mấy cái chân người ta bị hôi chân gì đó mình không có bị lây, tại mình không có xài nên mình phải tiết kiệm như vậy. Đôi vớ thứ nhất, đôi vớ thứ hai phải cao lên như thế này để cho cái đôi giày nó không có bấu vô cái da chân của mình bị chóc da chân, cái giày đó nó nguy hiểm. Rồi thêm một đôi vớ nữa cũng như vậy, bên trong nữa ba đôi vớ. Ok, còn mặc đồ là phải mặc cái áo tay dài. Vô trượt với mấy em đi. Nãy anh nói rồi, mang ba đôi vớ mà. Giới thiệu với các bạn, đây là quà tặng tại câu lạc bộ người cá. Các bạn thấy những món quà tặng này thế nào? Đến với câu lạc bộ người cá sẽ được tặng những món quà này. Một trong những nhân vật này sẽ là quà tặng tại câu lạc bộ người cá chúng ta. Chơi nhà tuyết không chịu, đợi chơi trượt tuyết. Thôi tôi sẽ tính nha. Bạn nào mà bị dán băng keo nhiều nhất là bạn đó thua. Em bị dán bao nhiêu? Thôi. Đúng rồi. Khi chờ đợi đến phần chơi trực tiếp, chúng ta sẽ chơi cái môn gì này gọi là gì ta? Ném vô khung thành nha. 2-0. Rồi tới phiên Tion nè. Tion nè. Trời gì vậy? Để
nhanh lên, nhanh lên. Múa hoài, chơi nhữ hoài. Tiếp nha. Gì kỳ vậy? Ê, coi chừng cái chân, cái đôi chân đó nó khứa vô da mấy bạn nha. Cái ban hai không tiếp. Ê, ra ngoài rồi nha, bị quăng ra ngoài rồi nha. Rồi một không, chọn một lúc ba trái luôn nè. Đi, bye bye. Bye bye. Còn nữa không? Hết rồi hả? Hôm nay câu lạc bộ người cá đi chơi trượt tuyết, mục đích chính là để chia tay bạn người cá nóng tính Lexin về Mỹ 3 tuần lễ. Thấy làm đệ tử tiên cá sướng không? Chia tay không đòi quà mà còn được rủ đi chơi nữa. Học bơi người cá giúp kiểm soát hơi thở, còn học trượt băng giúp kiểm soát thăng bằng. Mà cái trò trượt băng này chỉ chơi cho vui chứ không được gì cả. Muốn chơi hay được như vậy phải té ngã cả triệu lần, có khi chấn thương bỏ nghề. Nhưng vì sở thích đam mê của đệ tử Lexin phải chịu ý chứ Tiun không khuyến khích các bạn chơi trò đùa giỡn với vô thường này. Tất cả người chơi giỏi một trượt băng đều phải bị gãy xương, rạn nứt xương mới lên level được. Trong khi thành người cá, nín thở lâu, lặn sâu là được lên level. Hiện là quá dễ dàng, khó thể miễn bàn. Em đi thử coi, em thấy giữ chân chắc. Chị vô đây anh nới rộng ra. Em biết em thích chơi trò này, người cá mà. Nhưng mà phi ông giết chặt. Người cá mà nó vô nhà băng là thành cá ướp, ướp lạnh luôn á. Nè, bạn này sẽ bị té nữa nè. Hỏi bạn làm người cá không? Nhìn các đệ tử của Tiun chơi thật là vui. Các em có biết không, trên thế giới hiện nay đã có hơn 7 tỷ người. Và trong số đó, các em là những người may mắn nhất. Biết tại sao rồi đúng không? Vì các em được trở thành người cá. Đệ tử của tiên cá Tiun đã được thế giới công nhận. Các em sẽ được Tiun cấp cho cái bằng người cá quốc tế, để khi trưởng thành hoặc ngay khi bây giờ có thể cùng Tiun tạo ra những điều tốt đẹp cho thiên nhiên và động vật trên hành tinh này. Các em còn hơn những siêu anh hùng điện ảnh như Batman, Superman, người nhện, người mèo. Không không không, toàn là tào lao, không có thật. Mà các em là người cá đã được chứng nhận giống Tiun. Rồi sẽ có lúc các em cũng có được thành tựu giống như Tiun, hít được nước vào miệng bằng lỗ mũi, nín thở 5 phút dưới nước, tạo ra lốc xoáy bằng tay trong nước. Mấy cái này cũng có thể gọi là thần thông của tiên cá. Vì các em đã vượt qua giới hạn của người thường. Và còn hơn thế nữa, các em sẽ mở ra được con mắt thứ ba của mình. Chỉ cần tập theo Tiun hướng dẫn, cánh cổng của hơn 3.000 thế giới sẽ mở ra vì các em. Sự giải thoát khỏi nỗi khổ thân tâm hoàn toàn là có thật. Khi đã làm chủ được hơi thở của mình, là các em đã có được sự an lạc trong từng hơi thở. Làm chủ được thân tâm ý, sẽ làm chủ được thần thức, dễ dàng thoát khỏi tấm thân vay mượn giả tạo này, như lớp da người cá đang bán trên website mmmtiun.com. Để đến bất kỳ thế giới nào các em mong muốn, chỉ trong một khoảnh khắc, nhanh gấp tỷ lần vận tốc của ánh sáng. Thậm chí thời gian và không gian không còn giới hạn. Chỉ cần khởi tâm động niệm sẽ thành hiện thực. Muốn thử cảm giác đó thì phải trở thành người cá các em à. Tiun có thể thức tỉnh để thành tiên cá, thì các em cũng sẽ làm được như vậy. Nào, hãy cùng Tiun biến ước mơ tiên cá của các em thành hiện thực nhé. Thế giới các em đang sống thực chất, nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Nếu các em không tin, hãy nghiệm lại xem có cái gì nó là vĩnh cửu trên trái đất này không. Mọi thứ đều thay đổi, chúng ta cũng đều thay đổi, trong từng tế bào của chúng ta đang chuyển động từ trẻ sang già. Chúng ta đều bị chi phối bởi vô thường. Hình tướng của các em đang mang là thành quả của nghiệp lực của tinh cha huyết mẹ. Cha các em ăn cái gì nhiều thì các em được tạo ra từ tinh túy, từ cái vật chất đó thì các em sẽ mang hình hài của vật chất đó. Ví dụ cha các em thích ăn thịt động vật, thích ăn con gì nhiều nhất thì đẻ ra các em mà các em gần giống với con vật đó nhiều nhất. Nghĩ thử xem tại sao các em sinh ra đời này để làm gì? Ăn ngủ nghỉ đi làm kiếm tiền, lập gia đình, sinh con đẻ cái, nói giỏi tông đường là tạo ra nghiệp chướng, dây mơ rễ má với cái thế giới trắng phèo này. Đó là suy nghĩ của người thường, là dục vọng của động vật bậc thấp. Làm người cá, chúng ta phải hướng đến đạo lý cao cả hơn nữa. Các em có duyên với tôi, nghĩa là các em là những con người rất là đặc biệt. Các em là những tiên cá đang ngủ say. Các em cần thức tỉnh. Và làm thế nào để thức tỉnh? Đó là trở về với nước, bơi lội trong nước là cách tốt nhất để các em làm chủ được bản thân của mình, cách tốt nhất để thoát khỏi khổ đau nhiều hơn và sẽ có được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Giống như khi trở thành người cá là các em đang bắt đầu có được những niềm vui từ câu lạc bộ người cá của Tiun. Các em thấy không? Cha mẹ các em cũng vui khi đưa các em đến với Tiun. Các em cũng vui khi có được những người bạn tốt xung quanh các em đều là người cá, cùng với Tiun đi chơi thật là vui vẻ biết bao. Không còn những thứ tiêu cực bám lấy các em khi các em đến với câu lạc bộ người cá của Tiun nữa, đúng không? Chắc chắn thứ tình yêu của người thường không thể bền vững bằng tình yêu của người cá. Khi đến với đại gia đình của người cá, tất cả chúng ta đều là anh chị em một nhà, thì không còn phân biệt. Khi chúng ta đã xem động vật và thiên nhiên là con cái, là cha mẹ của chúng ta, thì không còn khổ đau. Sinh tử chỉ là trò chơi của người cá, như thay đổi da cá. Các em đã nhận ra điều đó chưa? Bây giờ là 10 giờ tối. Các bạn người cá đã chơi quá lố. Bây giờ các bạn người cá đi đâu? Đi dở em. Lexin đi hay quá ha. Mà Lexin cũng té mà. Nhưng mà Lexin nó có bị bầm chân đâu. Nhưng mà bầm mông. Sao có bầm mông đâu? Chứ bầm chỗ nào? Không bầm gì hết. Sao biết được đâu, cởi ra coi coi. Này, này. Chỗ nào?